là về ban đêm, bác phải chạy từ 4 đến 5 lần để đi tiểu tiện. Sau khi đi khám thì bác được biết mình bị u xơ tiền liệt tuyến với kích thước đã là 60g và có thể phải phẫu thuật. Lúc đó bác vô cùng hoang mang vì tuổi già rất sợ sao kéo động vào người. Tuy nhiên may mắn đến với bác cắt thì bác nghe radio và biết đến Vương Bảo. Sau khi dùng đến hộp thứ 5 thì bác thấy có chuyển biến rõ rệt. Đi tiểu không còn buốt, rát, nước tiểu đạt bình thường và tần suất đi tiểu ngày và đêm cũng giảm hẳn. Đến nay sau khi dùng được 3 tháng thì kích thước tuyến tiền liệt đã giảm xuống còn 25g. Cả gia đình đều vô cùng phấn khởi. Vâng, rất mừng cho bác Khắc đã trở về với cuộc sống bình thường. Và cũng vô cùng cảm ơn những chia sẻ của bác dành cho chương mục. Đây cũng là những động lực vô cùng to lớn cho những người làm chương trình như chúng cháu. Và hy vọng rằng những chia sẻ này sẽ giúp ích được cho nhiều thính giả hơn nữa khi cũng đang phải khổ sở vì bệnh tiền liệt tuyến. Tới đây chuyên mục 5 phút khải đáp dành cho sức khỏe ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng. Quý vị có bất kỳ thắc mắc nào hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 1258. Tôi xin nhắc lại 1800 1258. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình lần sau. Ơi, ông bạn già, dạo này bận gì mà không thấy đi hội họp thế? À, tôi cũng không bận gì, nhưng mà... Sao cơ bống thế? Nói xem tôi có giúp gì được không nào? Ừ, tôi đang bị tiểu sót, lấy tiểu không tết, tiểu nhiều lần do bị u xơ tỳ liệt tuyến. Thế nên tôi không thể ngồi yên một chỗ lâu được. Tôi lo quá, không biết có phải phẫu thuật không? Ông thử dùng thực phẩm chức năng viên nén Vương Bảo đi. Vương Bảo có thành phần chính là cây nắng hoa trắng, sản phẩm với công dụng hút. Đang lên.